Hello, xin chào các bác. Vâng, lâu lắm mới quay lại làm quản lý cho các bác được, bởi vì thực sự đang hết tiền. Đang hết sạch tiền các bạn. Thế nên là đợt này lâu lâu mới có tiền để mua. Thì đây là một chiếc tai nghe các bác nha. Lần trước em có mua chiếc tai nghe Jabra nhỉ? Bản có 1 triệu 3 hay là chiếc tai nghe AirPods Pro bản Red 11 bản màu đen ấy. Thì những chiếc tai nghe em đã tặng cho các bác xem clip em rồi, các bác xem clip và xin em tặng rồi. Và lần này em lại mua chiếc tai nghe tại bên Shopee Trung Quốc các bác nha. Đó, các bác lại làm một chiếc tai nghe mua từ Trung Quốc và cái giá là 975.000 đó, các bạn nhìn nào, cái đóng gói quen thuộc của Trung Quốc đó. Có vẻ như nhỏ gọn nhỉ, đóng gói quen thuộc Trung Quốc, và đây là cái bao màu xám như một lần thôi đó, các bạn thể nhìn thấy nhá. Sabat X12, và cái tai nghe này thì rất là nhiều bác nếu mà yêu tai nghe thì đã biết rồi, đây là một thương hiệu có lẽ là của Trung Quốc, một thương hiệu Trung Quốc, em không thể ở kia đâu, bác nào biết thì comment bên dưới nhé. Và chiếc tai nghe Sabat X12 này là tên mã là Sabat X12 Ultra. Và em đã mua cái phiên bản này là phiên bản Caribe. À, nhân tiện đến nói thì đây là tai nghe Bluetooth các bác nhá. Tai nghe Bluetooth 5.0 ấy. Đó, thì là bây giờ là cái đơn hàng này em mua về đến Việt Nam sau có mấy ngày thôi, có 7-8 ngày rồi đấy. Thì em đã nhận hàng rồi đây các bác này. Đó, em đã mua ở trên Shopee. Đây, người ta gửi về cho em đây, khoảng hôm nay em nhận được mà em thấy có điều hơi lạ. Lạ gì chút nữa em sẽ nói, đầu tiên em sẽ phải khoe đơn hàng cho các bác xác minh đã, cho chuẩn đã. Đây các bác nhìn nhá. Đó, một chiếc tai nghe X12 em mua giá 975.000 thì vào hôm nay người ta đã giao cho em. Đó, và em đã nhận được. Đây, 975.000 nhá. Đây thì các bác hãy nhìn thấy tai nghe này. Chiếc tai nghe rất là đẹp. Và là dạng tai nghe kiểu như là không phải in-ear nhá. Dạng tai nghe thì của tai nghe của iPhone ấy, để vào thôi. Đó, và em mua cái phiên bản này này, màu xanh nước biển này. Đó, các bác nhìn thấy nhá. Điều lạ là em thấy nó hơi là to, trong hình ảnh rất là to, tại sao cái hộp nó bé thế? Hồ nó bé thật đi mà không biết là bên trong có phải tai nghe thật hay không. Không khéo là mình mua 975.000 thì không được cái gì, chết dở. Đó, thế nên là cái clip này cũng là cái clip mà em bóc và có vấn đề gì thì sẽ khiếu kiện với cả Shopee luôn, để cho người ta có thể đòi hỏi là quyền lợi cho mình các bác nhé. Đó, nhìn lại thông tin là Sabat X12 Ultra phiên bản của Caribe, số lượng là 1 chiếc này. Bây giờ em sẽ bóc là xem nào nhá. Đây, sẽ bóc ra xem và clip này nó có vấn đề gì thì tại vì em thấy hơi lạ cái hộp, cái túi nó bé quá. Mà em xem review các bác ở trên shop bên tai nghe này nó to lắm. Đấy, hình như khác rồi, chết rồi. Có vấn đề là các bạn. Hộp bé quá. Ô, hình như là hộp bao cao su thôi. Tự nhiên mua tai nghe có hộp bao cao su thì bỏ mẹ. Đấy, bao cao su phải BKCS sợ BTS nhỉ. Không biết là cái gì nó đóng như hộp bao thuốc lá. Chắc chắn nó không phải là tai nghe 900.000 của em rồi. Chắc chắn rồi. Thôi, mua 900.000 không kéo được hộp bao cao su ghi xa lô chính tả. Không biết là cái gì nhỉ. Đấy, gì là BTS đây, bao cao su mà BTS mà. Thôi cứ bóc ra xem nào nhá. Bảo đóng gói như hộp bao thuốc lá luôn. Hay được thuốc lá nhỉ. Thôi cứ bỏ ra xem nào, có vấn đề gì đó là khiếu kiện với Shopee luôn. Đó, chết giả rồi. Này, mua 900.000 này với cái này đấy. Cảnh báo cho các bác mua hàng đấy. Hình như là bộ bài sao ấy. Hình như là bộ bài trang tinh. Ôi mẹ, toàn ảnh các thần tượng Hàn Quốc ấy. Cái này chắc chỉ dành cho mấy chắc tổ tiên thôi. Mấy ông này thì em chả thích thế nào cả. 900.000 của em được mấy chục cái ảnh các thần tượng Hàn Quốc uốn éo nhún nhảy. À, hình như đây là nhóm nhạc. À, đây là nhóm nhạc BTS cơ. Nhóm nhạc BTS. Cái này thì chắc là các bác nào mà yêu các oppa Hàn Quốc thì mới biết thôi. Chứ còn em chịu, em giải thích cái này. Đầu tiên cứ tưởng hộp bao cao su, để nguyên cái hộp bao cao su tối nay về hành sự còn đỡ. Tuy nhiên là cái BTS này về ngắm làm cái gì đâu. Mẹ, 900.000 bạc được ở đống này. Quá là chán. Mẹ, Shopee nhiều khi là cũng đen đủ lắm. Nhưng mà không sao cả. Thực ra là Shopee người ta có một cái chế độ là chế độ trong vòng 3 ngày không vấn đề thì chúng ta có thể ấn hoàn lại được, và chúng ta chụp ảnh lại lên. Và cũng như là cái video clip này, nếu mà người bán người ta không đồng ý cho mình ấy, không đồng ý cho em ấy, thì em có thể là quay đưa clip lên cho Shopee và người ta sẽ đổi quyền lợi cho mình trong vòng 3 ngày. Mà nếu mà khi mà các bác nhận hàng trong 3 ngày, các bác có thể yêu cầu, có thể hoàn tiền trong trường hợp các bác không nhận đúng hàng. Đó, thế nên các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Vấn đề ở đây là hiện tại em đang mất 975.000 tiền mặt để em đưa shipper rồi, và chắc chắn là người ta sẽ không trả lại cho em đâu, bởi em đã có hàng rồi. Và trong vòng 3 ngày khiếu nại thì không biết là em có nhận được 900.000 hay không. Đó, khiếu nại thì nó sẽ Shopee người ta sẽ trả tiền, nếu mà hoàn thành thì trong vòng 3 ngày em sẽ nhận được tiền, và người ta sẽ trả vào cái ví của Shopee đây các bác nhá. Đây là cái ví của Shopee này đấy, thì người ta sẽ hoàn tiền vào cái ví này cho em, và em sẽ từ cái ví này em sẽ rút ra ngân hàng được. Bởi vì em đã từng phải khiếu nại một đơn hàng rồi từ khi em còn chưa làm cái kênh này cơ. Thế nên là em rất là tự tin trong cái vấn đề là mình không có 950.000, 975.000 đâu, bởi vì Shopee người ta rất là công bằng cho người dùng.
Thế là các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Đấy nhá, thì hiện tại bây giờ nó chưa có đơn hàng gì cả. Nếu mà sau khi mà người ta xác minh là mình đã nhận hàng đấy thì mình sẽ vào lên mình khiếu nại. Đây thì các bác có lưu ý là những cái người bán hàng người ta online trong vòng 2 tuần như này, ví dụ như này, người ta mới online trong vòng 2 tuần này thôi thì rất là khó trong cái trường hợp là mình khiếu nại ngay, phải chờ cho họ trong vòng 3 ngày mà họ không trả lời thì Shopee tự động người ta sẽ trả tiền cho mình. Đó thì là cái vấn đề này cũng 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 cũng, cũng khá là lo lắng cho các bác nào mà chưa gặp cái trường hợp này. Em gặp rồi thì em cũng không đáng ngại lắm. Thế nên là bây giờ chờ nhá, chờ khi nào mà shipper người ta xác minh ở trên đơn hàng là mình đã nhận hàng rồi thì nó sẽ có cái mục đấy, và em sẽ quay lại cái quá trình mà để mình khiếu nại như thế nào cũng như là như thế nào với Shopee ấy. Thì các bác cứ chú ý xem một chút nữa thì khi nào mà người ta xác minh được thì em sẽ làm. Thường thường là sẽ mất tầm khoảng vài tiếng cho đến một buổi ở chỗ này này, nó sẽ có chỗ phần cái chữ đã nhận hàng nó hiện thành cái màu cam ấy, thì lúc đấy chúng ta có thể vào bên trong đơn hàng và chúng ta có thể yêu cầu Shopee người ta khiếu nại Shopee để người ta có thể là yêu cầu người bán hoàn tiền lại cho chúng ta cũng. Ok, đây là các bác nhá. Sau khi chờ tầm khoảng 3 phút, chưa đến 3 phút đâu, em chỉ ra ngoài uống cốc nước thôi. Thì vào thì trang Shopee người ta đã báo là như này các bác này. Đây, đó, đơn hàng ấy, các bác nhìn thấy đã nhận hàng hiện dấu màu cam hay chưa? Bây giờ mà chúng ta mà ấn vào đã nhận hàng ấy là chắc chắn là chúng ta sẽ mất 950.000 để mua được một cái hộp BTS đấy. Hộp BTS này không phải hộp BCS đâu nha, hộp BTS đó. Đó, thế nên là bây giờ em sẽ các bác xem kỹ này, em sẽ hướng dẫn các bác này, các bác vào trong cái đơn hàng đấy. Đó, các bác vào đơn hàng nhá. Ở bên dưới cùng này nó có cái mục là trả hàng hoàn tiền. Đó, các bạn nhìn không, trả hàng hoàn tiền này, bên này là đã nhận được hàng này, ấn vào đã nhận được hàng chắc chắn một điều là sẽ mất tiền, không bao giờ khiếu nại nữa. Nhưng bây giờ chúng ta đang nhận sai, ấn vào trả hàng hoàn tiền nhá. Bên trên này sẽ có lý do, thì chúng ta sẽ chọn lý do đúng không, là tất nhiên rồi, em sẽ nhận sai hàng mà, em nhận sai hàng đâu phải đúng hàng đâu. Đó, có rất là nhiều lý do, thì bây giờ là em chọn là sai hàng thôi. Các bạn nếu mà nhận hàng lỗi thì các bạn chọn hàng lỗi, hàng giả các bạn chọn hàng giả đó, hàng vỡ thì các bạn chọn hàng vỡ, thiếu hàng thì chọn thiếu hàng, em chọn sai hàng. Sau em chọn một chụp cái ảnh đó, một cái ảnh nhá. Đây em sẽ chụp một cái ảnh này là em nhận được một cái hộp BTS này, có hình trái tim ở ngoài trông như hộp bao cao su này đó. Cho bây giờ em ghi lý do, em ghi lý do thôi, rất là đơn giản đúng không bác? Đấy nha, đó. Xong bên dưới thì em sẽ ghi tiền là em sẽ muốn hoàn lại cho em là 975.000, chứ em không thể là hoàn lại ít tiền được đó. Cái mèo em là như thế nhá. Đây, bây giờ em sẽ gõ cái lý do vào nhỉ, gõ cái lý do là bố mày nhận được hàng rồi nhưng mà lại là cái hộp BTS đấy, ví dụ thế chẳng hạn. Đọc vậy thôi chứ em phải ghi cho đàng hoàng, nếu Shopee người ta chửi cho mình nó tục đúng không. Đó, tôi mua chiếc tai nghe gần 1 triệu nhưng lại nhận được hộp ảnh BTS thần tượng Oppa đó, thôi như thế thôi hoàn tiền đi. À, đề nghị hoàn tiền này, đề nghị hoàn tiền cho nó dễ đấy, đề nghị hoàn lại tiền nhá. Ok, đó, sau ấn hoàn thành này, đó, hoàn thành. Thì sau khi yêu cầu xong ấy, thì là trong vòng 3 ngày. Đây nhá, các bác có thể nhìn nhá, nếu người bán không phản hồi trước ngày cuối ngày 6 tháng 10 ấy, thì là đề nghị sẽ được tự động chấp nhận. Có nghĩa là người ta sẽ tự động người ta trả cho mình 975.000 và mình chả cần phải trả lại cái hộp BTS này làm gì cả. Còn nếu mà người bán người ta yêu cầu mình trả lại cái hộp BTS này thì mình sẽ đóng gói và trả lại và sẽ chờ đợi trong rất là lâu. Như lần trước em làm thì ở ngay Việt Nam ấy, người bán ở Việt Nam ấy thì mất được tầm mấy ngày người bán ở Việt Nam nhận được là được. Chứ nếu mà người bán ở Trung Quốc thì em nghĩ chắc có lẽ phải mất tầm khoảng 1 tuần đến 10 ngày thì chúng ta mới nhận lại tiền. Thế nên là các bác nào đã bỏ tiền ra mua ấy thì các bác chấp nhận một cái vấn đề là chúng ta sẽ phải chờ đợi. Nhưng các bác yên tâm là Shopee người ta rất công bằng cho người bán và cũng như là người mua. Nếu thực sự mà chúng ta đã mua phải trường hợp là sai hàng thì chúng ta hoàn toàn được hoàn tiền. Còn nếu trường hợp chúng ta không mua sai hàng, chúng ta yêu cầu người bán hoàn tiền, chắc chắn là một điều là chúng ta sẽ không được hoàn tiền đâu. Đó, thế này các bác yên tâm nhá, mua ở Shopee thì yên tâm hoàn toàn như vậy. Chứ còn nếu mua online ở trên trang như ở trực tiếp website thì đơn vị phải uy tín cơ thì người ta mới làm được những cái việc như này. Thế nên mua ở Shopee thì chúng ta hoàn toàn yên tâm là chúng ta sẽ được hoàn tiền và chúng ta sẽ được đảm bảo quyền lợi chúng ta khi mua sai hàng đấy. Ví dụ như em mua tai nghe này, em mà em nhận được cái hộp BTS thì chắc chắn là trong vòng 3 ngày ấy, hoặc là trong vòng sớm nhất có thể là người bán trong vòng người ta sẽ phản hồi cho em sớm nhất là em sẽ nhận được hàng lại được cái chiếc số tiền mà em đã phải bỏ ra đó. Thế nên là các bác hoàn toàn yên tâm để mà các bác có thể mua hàng ở trên Shopee nhá. Nhưng mà một vấn đề này em cũng cũng phải nói với các bác này, hiện tại bây giờ trên Shopee ấy, những cái đơn vị bán hàng từ Trung Quốc
bây giờ quốc tế rất là nhiều, nhưng mà thực ra toàn là Trung Quốc chuyển về thôi. Những đơn vị đấy thì thường thường các bác sẽ được miễn phí ship hoặc phí ship rất là rẻ, tầm 20.000 thôi. Nhưng cái vấn đề ở đây ấy là chúng ta sẽ rất dễ phải gặp ở trường hợp mà như của em đây, và khi yêu cầu hoàn tiền thì rất là khó khăn. Nhưng mà nếu mà chúng ta mua của người, chúng ta mua của gì à, mua của người người bán tại Việt Nam ấy trên Shopee này thì phí ship đắt hơn, phí ship đắt hơn của Trung Quốc và hàng hóa chúng ta, nhưng mà chúng ta có thể nói chuyện được với người Việt Nam, và chúng ta có thể yêu cầu là người Việt Nam hoàn luôn tiền cho chúng ta, hoặc là yêu cầu người Việt Nam có trách nhiệm thì nó dễ hơn. Tại vì đây chúng ta đâu giao tiếp được với người bán đâu, mà thậm chí người bán này của em người ta online cái này 2 tuần trước rồi, thế nên là không bao giờ em phải giao tiếp được, mà em chỉ có làm việc với Shopee thôi. Còn nếu mà trường hợp chúng ta mua hàng Việt Nam, chúng ta có thể là nói chuyện với người Việt Nam và người Việt Nam có thể đồng ý vấn đề là chuyển hàng hoàn tiền rất là dễ. Thế nên là em khuyên các bác là nên mua hàng của Việt Nam nhé. Thứ nhất là vừa ủng hộ cho người Việt Nam, những đơn vị bán hàng tại Việt Nam. Thứ hai là chúng ta ủng hộ được cho cái nền kinh tế của chúng ta phát triển. Thứ ba là chúng ta khỏi cần phải chơi với Trung Quốc làm cái gì cả. Mặc dù Trung Quốc có thể rẻ hơn một chút, mặc dù Trung Quốc có thể miễn phí ship, nhưng gặp cái trường hợp lại như em như này thì rất là khó. Em nói đơn giản thôi, cái chiếc tai nghe này tại Việt Nam thì giá khoảng 1,2 triệu đến 1,5 triệu, như ở Trung Quốc thì giá là 900 chưa đến 1 triệu. Nhưng mà đổi lại việc là khi chúng ta chờ đợi khoảng 2 tuần, 1 tuần đến 2 tuần chúng ta lại nhận được một cái hộp bay đen như vậy thì cũng khá đau lòng luôn. Đó, thế nên là em chỉ làm cái clip này đơn giản chỉ để muốn nói với các bác trong cái vấn đề là mua hàng. Ví dụ được chiếc tai nghe thì em review chiếc tai nghe cho các bác, nhưng mà không được chiếc tai nghe thì em cũng nói cho các bác là hoàn toàn yên tâm tin cậy vào Shopee và nên ưu tiên là mua hàng của Việt Nam nhá. Đơn giản như vậy thôi. Cảm ơn các bác xem clip. Chào và hẹn gặp lại các bác.